Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với Sơn Đống Xe Hơi ạ. Hôm nay thì bên em cũng vừa hoàn thiện chiếc X-Fork, đây là bản Ultimate. Thời điểm vừa rồi thì Ultimate bán giá vừa phải, khuyến mại nhiều, rất là nhiều anh chị mua chạy ngâu luôn, không lo là có giảm thuế hay không. Thì em cũng nói nhanh qua về giá bán, và trong video này thì em sẽ đi chi tiết về những cái phụ kiện mà mình khi mà tham khảo mua X-Fork, các phiên bản, về là phiên bản Ultimate thì có thể tham khảo. Ví dụ như chiếc xe này thì đã lên cam 360 này, bậc bước chân này, ốp lên xuống ạ. Đấy, một số cái phụ kiện đi kèm nữa như về chắn bùn. Thì về giá bán các phiên bản thì hiện tại cái X-Fork đang được phân phối với 4 phiên bản GLX, Exit, Premium và Ultimate trước mặt anh chị. Với phiên bản thấp nhất, phiên bản GLX thì hiện nay cái mức giá niêm yết của GLX đang là 599 triệu. Các bác mua thực tế đâu đó nó dao động vào khoảng tầm 560, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình. Cái này thì mình có thể cân đối và thương lượng thêm. Bản Exit nâng cấp một chút về ngoại thất thì niêm yết ở mức giá là 640. Các bác mua thực tế đâu đó vào khoảng 600 một chút ạ. Combo thì vẫn như vậy, các phiên bản thì đều được tặng đa phần là 1 năm bảo hiểm thân vỏ và dàn phim cách nhiệt, trải sàn da. Bản Premium bán khá là tốt, 608 thì hiện nay các bác mua thanh khoản thực tế đang dao động vào khoảng tầm 655 triệu hoặc là 650, tùy từng màu, tùy từng phiên bản. Còn bản Ultimate 705 thì với màu thường như này thì là 705. Còn các bác mua bản đỏ hoặc là vàng cam nóc đen thì cộng 5 triệu ra là 710. Ultimate hiện nay cái mức giá giao dịch của nó đang dao động vào khoảng tầm 609 nhé. Thấp hơn một chút thì chắc các bác phải thương lượng tùy từng đại lý xem là sẵn xe hay không. Đó, thì bản Ultimate này thì mình được trang bị thêm cốp điện, loa Yamaha hay là ADAS. Rồi, em báo giá nhanh qua các phiên bản. Thì cụ đặc biệt với phiên bản Ultimate như này, mình lăn bánh ra đường ở các tỉnh địa phương thuế 10% như là Bắc Ninh, Bắc Giang, giá đâu đó nó dao động vào khoảng chỉ hơn 760 là mình lăn bánh hoàn thiện được mẫu xe này. Còn với các bác mà có nhu cầu làm thêm phụ kiện như là bậc lên xuống này, dàn phim, trải sàn, cam hành trình hay là cam 360 thì có thể liên hệ qua bên em để mình tư vấn và hoàn thiện thêm. Trả góp thì các bác cứ trả trước giúp em vào khoảng 30%, đâu đó vào khoảng tầm 250 nhá, mình hoàn thiện xong chiếc xe rồi. Ok, đây là đèn nổ của phiên bản cao cấp nhất ạ. Chúng ta có màn hình 8 inch và là màn giải trí 12 inch. Đó, thì cam 360 trên này thì bên em tích hợp màn zin theo xe nhá. Đây, cực kỳ nét và có mô phỏng xung quanh luôn. Thì khi mà mình xi nhan trái này, đó, hoặc là xi nhan phải này, hai bên xi nhan, cam lùi, đây, có can góc lái luôn cho mình, hay là cam phía trước. Đấy, thì những cái bộ cam lên màn zin như này thì nó tốt luôn cho xe, không lo về bảo hành các thứ. Còn sơ qua về nội thất của chiếc X-Fork bản Ultimate thì mình có thể thấy ở đây có bộ lọc nano này, có nhớ chỉnh điều hòa tự động hai vùng. Thì hai cái điểm này là hai cái điểm mới ở trên X-Fork phiên bản này. Ngoài ra thì đây các bác có thể thấy bên em trang bị luôn là tiếng Việt và các chế độ hiển thị của cái mẫu X-Fork như này. Đó, mình chọn cụm đồng hồ này, cũng khá là nhạy. Đấy, mình có thể lựa chọn các thông số hiển thị luôn, ngoài việc là tham khảo nhìn cái màn hình sau vô lăng. Các chế độ lái hay bên tay điện tử thì các bác biết rồi. Đơn giản là nó như vậy thôi. Khách hàng của em thì lên K360, bậc bước chân lên xuống đấy ạ. Nó hơi tối, anh chị thông cảm với em. Đây, bậc bước chân lên xuống và một cái bậc cơ. Nhiều khách hàng thì sử dụng bậc điện. Đây, em sẽ quay sang bên này. Nhiều bác thì thích bậc điện,
Tuy nhiên thì bác này của em là dùng bậc cơ đây nhá, bậc cơ và ốp ốp cửa. Thật ra một cái bộ phụ kiện như này nó không quá nhiều, anh chị có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua bên em. Rồi còn một cái phụ kiện rất quan trọng cho các bác mua X-Force, tất cả các phiên bản thì mình đã biết là cái đèn gốc xi nhan ấy chỉ có một cái đèn nhỏ như này thôi, thì các bác độ thêm một chút chi phí không quá nhiều đâu. Thì đây như em đang xi nhan này thì nó sẽ thành xi nhan dạng như này, nhấp nháy cả bên luôn. Có nhiều bác thì thích làm đèn đuổi hay là độ thêm các thứ ở dưới đây, các bác ở dưới này nó cũng là đèn đuổi nhá. Thì mình làm thêm cái bộ này nó chi phí không quá cao mà cái hiệu quả thì thẩm mỹ hơn rất là nhiều so với cái bản gốc của X-Force ạ. Đấy, thì anh chị có thể tham khảo qua một số cái phụ kiện lắp thêm. Đây, bậc bước chân lên xuống này, cam 360 liền xe này, em quay lại thêm một lần nữa nhé. Đây, toàn bộ là zin nhá, xi nhan đây là xi nhan trái này, cam trước này, xi nhan phải này. Đấy, bọn em có mô phỏng bên cạnh luôn. Đấy, màn zin 12 inch theo xe nhé. Các bác thích chọn hiển thị như nào nó cũng sẽ có luôn. Giá thời điểm này khá là tốt rồi, xe thì sẵn trước nôm. Bọn em tự tin cho các bác là đầy đủ từ phiên bản GLX đến phiên bản Ultimate. Giá chạy ngô, bên em sử dụng rất hợp lý ạ. Thì anh chị có nhu cầu cứ alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.